Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo về kết quả quay thử xổ số tại miền Bắc hôm nay, thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Xin kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video đừng quên ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đang theo dõi kết quả quay thử xổ số tại miền Bắc hôm nay, ngày 11 tháng 12. Giải 6, 9, 2, 4, 5, 1, 8, 9, 0, 4. Giải 7 gồm có các cặp số 9, 7, 9, 4, 5, 8 và 1, 4. Cuối cùng là giải đặc biệt. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi.